Đây mình có một cái máy nó đang gặp hiện tượng là nó kéo nhiều tờ giấy một lúc này. Đây là cái máy Epson, máy in màu, in full. Ở đây nó đang in ra, in từng tờ thì được, nhưng mà nó kéo, nếu mà để nhiều tờ vô như thế này, nó kéo một lúc nó có thể là nguyên một sấp luôn. Đó. Rồi các bạn thấy đây, nó kéo nguyên một sấp luôn này. Nó kéo nguyên một sấp luôn. Hôm nay mình sẽ khắc phục cho các bạn xem cái lỗi này. Đây, vấn đề nó sẽ nằm ở cái con lăn này. Cái con lăn ở dưới này. Đó, các bạn xoay này. Xoay thì bây giờ nó nguyên tắc của nó ấy, là khi mà mình xoay thì nó sẽ có một cái độ đàn hồi, chứ nó không xoay tít như vậy. Ở đây nó sẽ có một cái chốt này. Con chốt này nó đã bị gãy này. Nó sẽ có một cái lò xo như này này. Đó, chốt này nó bị gãy rồi. Bây giờ mình sẽ khắc phục cái tình trạng mà tạo đàn hồi cho nó, là cái lò xo sẽ nó có một chốt chỗ này. Đó, thì nó sẽ bắt giấy, còn không có bắt giấy nếu mà nó xoay như thế này. Đó, các bạn xoay này. Xoay như thế này thì con chốt nó gãy rồi. Thì nó sẽ không bắt giấy nữa, nhưng mà nó sẽ đi nguyên một cục giấy luôn. Đó. Là đây. Do cái con lăn này. Các bạn có thể mua con lăn mới hoặc là chúng ta khắc phục. Bây giờ mình sẽ tháo ra và mình thử xem có khắc phục được nó không nha. Ở đây là cái khay giấy kéo giấy của cái máy L805. Giờ nhiệm vụ của bạn tháo cái này ra. Tháo cái này ra này. Tháo này ra. Tháo này ra thì các bạn phải tháo cái nhông này ra này. Nhông này ra để chúng ta tháo cái thanh màu trắng này ra này. Màu trắng này ra trước rồi chúng ta mới tháo được cái này vô ra này nhé. Rồi giờ bây giờ nhiệm vụ của bạn là phải tháo này ra được này, tháo này ra trước nha. Tháo cái nhựa này là được rồi, chúng ta kiếm một cái tô vít chúng ta lạy này ra. Đây, chúng ta lạy này ra này. Rồi đây, bây giờ mình sẽ xử lý cái này. Các bạn thấy nè, nó bị gãy nè. Đó, ở trong này nó có một cái lò xo á. Này mới gãy ra được nè. Chỗ này nó có một cái khắc nè. Rồi đây là nguyên nhân mà nó dẫn đến tình trạng mà nó kéo giấy, nó kéo nguyên một cục nè. Đây, khắc phục một cách là chúng ta kiếm cái kìm, chúng ta bẻ cái lò xo này lên một góc này để cho nó máng vô cái ngàm này. Ở đây mình đã kiếm mỗi kìm tạo cho nó một cái gờ đi lên này. Đó, gờ đi lên như thế này. Cái gờ đi lên này nó sẽ máng vô cái đây, cái rãnh này. Đó, cái rãnh này nè. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đút nó vô như thế này. Đó, các bạn thấy nè, cái lò xo của mình nó bám vô đây. Đó, nó bám vô đây nè. Rồi, mình đã khắc phục được rồi đó. Đây, bị gãy nè. Thì nguyên nhân gãy này thì nhiều khi do cái giấy của mình ấy, nó bị kẹt rồi mình kéo không đúng chiều á, nên nó bị gãy cái lò xo ở trong luôn. Các bạn mà gặp tình trạng này thì các bạn có thể là tham khảo cái cách của mình, hoặc là các bạn có thể là mua một cái con lăn mới. Đây là mình chưa cháy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại, tháo làm sao thì chúng ta ráp lại như vậy, rồi chúng ta thử in nha. Như các bạn thấy đây, nó đã kéo giấy này, thì tình trạng nó không còn là kéo nguyên sấp giấy nữa, mà nó kéo từng tờ. Rồi, đã khắc phục được cái lỗi là kéo nguyên một sấp giấy ở cái máy Epson L805. Chúc các bạn thành công nhé.